Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một mẫu túi khung mini nhỏ xinh như thế này. Ở đây mình sẽ cần phải chuẩn bị một chiếc khung sợi bọc kim tuyến, kim móc Hamanaka, kim khâu len và kéo nhé. Thì đầu tiên mình sẽ đi xác định kích thước của chiếc khung. Ở đây mình sẽ đo này, chiều rộng là 6.5, mình tính là 7 đi nhé, chiều dài là 10 túi khung. Họa tiết mình sử dụng sẽ là hạt bắp, kích thước là 10 cm nhân với 7 cm. Thì đây mình sẽ cần phải móc hai phần phần thân. Phần thân kích thước của mình là rộng 10, dài 20. Hông. Phần hông mình sẽ móc là 6 nhân với 7 cm nhé. Ở đây thì sợi bọc kim tuyến mình sẽ móc một đoạn bính dài 10 cm, thì mình sẽ được ở đây là 10. Hạt bắp, số bính này sẽ bằng số bắp nhân với 3 cộng với 2. Thì đây mình sẽ có 10 nhân với 3 cộng với 2 sẽ bằng 32 bính. Đó, hoặc là 32 trên. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một đoạn bính 32 mũi. Và kích thước của đoạn bính này bằng 10 cm luôn nhé. Sau đó các bạn quay ngược trở lại và móc cho mình một hàng mũi đơn cho tới hết hàng. Đó, hàng một mình sẽ móc mũi đơn. Mũi đơn mình sẽ ký hiệu là SC. Mình cứ móc như vậy cho tới hết hàng nhé. Sau khi móc xong một hàng mũi đơn, các bạn sẽ lên một mũi bính. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi móc hàng bắp này. Hàng bắp thứ hai, mình sẽ bắt đầu bằng hai mũi đơn. SC mình sẽ ký hiệu là mũi đơn nhé, single crochet. Hai mũi đơn, sau đó mình sẽ tới 5 mũi kép. Đây sẽ tạo thành một hạt bắp. Sau đó sẽ là hai mũi đơn, rồi tới 5 mũi kép tạo thành một bắp. Cứ tương tự như vậy và kết thúc hàng của mình sẽ là một mũi đơn. Mình nhắc lại nhé, hàng thứ hai mình sẽ bắt đầu đi móc họa tiết bắp này. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình hai mũi đơn. Sau đó móc một họa tiết bắp. Bắp ở đây mình sẽ sử dụng 5 mũi kép. Sau đó tới 2 mũi đơn rồi lại tới bắp. Và cứ như vậy cho tới cuối hàng mình sẽ kết thúc bằng 1 mũi đơn nhé. Lên một mũi bính quay ngược trở lại. Các bạn móc vào ngay chân móc vừa lên bính ấy. 1 mũi đơn. Hai mũi đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình họa tiết bắp. Mũi kép các bạn sẽ chỉ kéo qua hai sợi. Mũi kép thứ hai. Kéo sợi qua hai.
mũi kép thứ ba, kéo sợi qua hai, mũi kép thứ tư, kéo sợi qua hai và mũi kép thứ năm. Kéo sợi qua hai. Khi này trên trên cây kim móc mình có 6 sợi, 1 2 3 4 5 6. Mình sẽ kéo sợi qua cả 6. Sau đó móc vào trên móc bên cạnh. Một mũi đơn. Móc sang trên mũi bên cạnh, mũi đơn thứ hai. Đó, như vậy mình đã vừa tạo được một hạt bắp như thế này. Bây giờ mình lại móc tiếp hạt bắp thứ hai, 5 mũi kép. Mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba, mũi kép thứ tư, mũi kép thứ năm. Trên kim bây giờ có 6 sợi. Các bạn sẽ kéo sợi qua cả 6. Móc chân móc bên cạnh mũi đơn. Một mũi đơn vào chân móc tiếp theo. Đó, như vậy mình vừa tạo được hai hạt bắp như thế này. Sau khi móc hai mũi đơn, mình lại móc hạt bắp tiếp theo. Như vậy cứ một họa tiết hạt bắp của mình sẽ cách nhau bằng hai mũi đơn nhé. Hai, năm. Sợi bọc kim tuyến nó hơi trơn. Rồi, 6 mũi. Kéo sợi qua cả 6. Ừ, các bạn nên sử dụng sợi bọc kim tuyến mà có một sợi á, thì móc nó sẽ dễ hơn là hai sợi như của mình. Sợi này mỏng quá, mình chập nên hơi khó móc. Qua trên móc bên cạnh một mũi đơn. Sau đó móc một mũi đơn thứ hai. Như vậy các bạn vừa móc được 3 bắp như thế này rồi. Các bạn cũng thực hiện tương tự như vậy cho tới hết hàng nhé. Sợi này móc khó nhưng mà lên họa tiết rất là đẹp. Sau khi đã móc được một hàng hạt bắp như thế này, 2, 4, 6, 8, 9 hạt bắp thứ 10, mình sẽ còn lại hai mũi đơn.
thì mình sẽ móc hạt bắp thứ 10, sau đó sẽ kết thúc hàng bằng một mũi đơn nhé. Trên kim đã đủ 6 mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kéo sợi qua cả 6. Và móc một mũi đơn để kết thúc hàng. Sau đó các bạn sẽ thêm một mũi đơn và quay ngược trở lại. Mình sẽ móc một hàng mũi đơn nhé. Hàng thứ hai, mũi đơn. Cứ mỗi một chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn cho tới hết hàng. Và các bạn sẽ đếm làm sao cho hàng này mình sẽ móc được đủ 32 mũi đơn nhé. Các bạn cứ móc một hàng mỗi đơn như vậy cho tới cuối hàng nhé. Sau khi móc xong một hàng mũi đơn 2, 4, 6, 8, 10 bắp xong hàng mũi đơn, mình sẽ lên một mũi bi và mình quay ngược trở lại, mình sẽ thực hiện móc hàng bắp. Hàng bắp thứ hai, hàng bắp 1 này, hàng bắp 2. Mình sẽ gọi hàng bắp đầu tiên là hàng bắp lẻ và hàng bắp thứ hai là hàng bắp chẵn nhé. Ở hàng bắp thứ hai này mình sẽ móc đầu tiên là một mũi đơn, sau đó 5 mũi kép tạo thành một bắp, rồi lại 2 mũi đơn, rồi tới một hạt bắp, và cứ tương tự như vậy kết thúc hàng của mình sẽ là 2 mũi đơn nhé. Các bạn sẽ móc một mũi đơn ở ngay chân móc đầu tiên. Sau đó móc 5 mũi kép. 1, 2, 3, 4. Rồi mình sẽ kéo sợi qua cả 6. Hơi khó móc các bạn. 2 mũi rồi, mình sẽ móc 3 mũi nữa. Móc vào chân móc bên cạnh một mũi đơn. Bên cạnh một mũi đơn tiếp theo. Đó. Cứ sau một mũi kép thì mình sẽ móc hai một mũi bắp, mình sẽ móc 2 mũi đơn, sau đó lại móc một mũi bắp tiếp theo. Khoảng cách của hai bắp sẽ là 2 mũi đơn. Mũi kép thứ ba, kép thứ tư, mũi kép thứ năm,
6 sợi qua cả 6. Móc một mũi đơn. Đó, móc mũi đơn thứ hai. Như vậy mình vừa thực hiện xong được hai hàng bắp. Các bạn nhìn này, hàng bắp của mình nó sẽ so le nhau tạo thành một đường chéo như thế này. Đó, như vậy thì túi của mình nó sẽ đẹp hơn. Tương tự các bạn cứ thực hiện như vậy cho tới hết hàng nhé. Móc tới hạt bắp cuối cùng, mình sẽ móc hai mũi đơn để kết thúc hàng nhé. Sau đó lên một mũi bính, quay ngược trở lại, móc vào trên móc đầu tiên một mũi đơn, trên móc tiếp theo, cứ tương tự như vậy, mỗi trên móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn cho tới hết hàng. Hàng thứ năm. Mũi đơn. Hàng thứ sáu móc. Giống. Hàng 2. Hàng thứ 7 mũi đơn. Hàng thứ 8 là bắp. Giống hàng 4 nhé. Cứ hàng lẻ thì các bạn sẽ móc một hàng mũi đơn. Còn hàng chẵn thì các bạn sẽ móc họa tiết bắp. Và họa tiết bắp thì nếu như hàng bắp nào mà bắt đầu bằng một mũi đơn thì mình sẽ kết thúc bằng hai mũi đơn. Còn hàng bắp nào mà bắt đầu bằng hai mũi đơn xong rồi tới mũi bắp thì nó sẽ kết thúc hàng bằng một mũi đơn. Mình cứ móc theo quy tắc như vậy cho tới khi đạt được chiều dài là 29 20 cm thì mình sẽ dừng lại. 19.5 thôi, mình sẽ dừng lại, mình đi viền một hàng xung quanh. Sau đó mình sẽ móc hông. Kết thúc hàng, các bạn sẽ lên một mũi bính, sau đó quay ngược trở lại. Hàng này mình sẽ móc giống với hàng bên dưới, hàng đầu tiên, hàng bắp đầu tiên là mình sẽ móc hai mũi đơn, sau đó mình mới móc họa tiết bắp. Trên móc đầu tiên một mũi đơn, trên móc thứ hai một mũi đơn, sau đó bây giờ mình sẽ móc họa tiết bắp. Một mũi kép, hai mũi kép, ba mũi kép. Bốn mũi kép. Năm mũi kép. Rồi.
Sau đó các bạn sẽ kéo sợi qua cả 6 móc vào mũi đơn. Thứ nhất, chân bên cạnh mũi đơn thứ hai. Đó, như vậy bạn đã xong bắp. Bây giờ mình sẽ được một hạt bắp ở giữa như này, nó sẽ tạo thành một đường chéo như thế này nhé. Các hàng bắp so le nhau, các bạn cứ móc theo quy tắc như vậy. Hàng đầu tiên hai mũi đơn rồi tới hạt bắp, hàng thứ hai một mũi đơn rồi tới hạt bắp, hàng thứ ba lại hai mũi đơn rồi tới hạt bắp. Đó, số hàng bắp nó cứ so le nhau như vậy và kết thúc hàng sẽ bằng một mũi đơn. Các bạn cứ móc như vậy theo quy tắc như vậy. Khi mà mình đạt được kích thước là 20 cm thì các bạn sẽ dừng lại nhé. Phần đầu hàng mình bắt đầu bằng hai mũi đơn, sau đó mình móc hạt bắp. Thì phần cuối hàng sau khi móc một hạt bắp, mình sẽ kết thúc hàng bằng một mũi đơn nhé. Rồi, sau đó các bạn lên một mũi bính và quay ngược trở lại móc một hàng mũi đơn cho tới hết hàng cho mình nhé. Ở hàng bắp thứ tư, các bạn sẽ móc giống như hàng bắp số 2 là mình sẽ móc một mũi đơn, sau đó mình sẽ móc một hạt bắp. Móc một mũi trượt qua cả 6 sợi, sau đó móc một mũi đơn để tạo một hạt bắp. Rồi móc mũi đơn thứ hai, hạt bắp của mình nó sẽ thẳng hàng với hàng bắp số 2. Và các bạn nhìn hàng bắp lẻ sẽ giống nhau và hàng bắp chẵn móc sẽ giống nhau, và kết thúc hàng của mình sẽ là hai mũi đơn nhé. Tương tự các bạn sẽ thực hiện cho tới cuối hàng. Sau khi móc xong hàng bắp thứ tư tới hạt bắp cuối cùng, các bạn sẽ kết thúc hàng bằng hai mũi đơn này. Một mũi đơn để tạo thành hạt bắp và một mũi đơn để kết thúc hàng. Và quay ngược trở lại. Đó, tương tự như vậy thì mình đã móc được 1, 2, 3, 4 hàng bắp. Và hai hàng bắp này so le nhau. Đó, cứ hàng lẻ thì móc giống nhau và hàng chẵn thì móc giống nhau. Hàng bắp 1 này, bắp 2, bắp 1, bắp 2, bắp 3, bắp 4 thì bắp 1 và bắp 3 giống nhau, bắp 2 và bắp 4 giống nhau. Và cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho mình cho tới khi đạt được kích thước là 20 cm nhé, thì mình sẽ dừng lại và mình đi viền. Sau đó mình sẽ móc phần hông của chiếc túi đi ráp và sau đó sẽ khâu vào phần khung nhé. Thì ở chiếc túi mini nhỏ này mình sẽ không lót canvas và cũng không sử dụng vải lót, mình sẽ sử dụng hoàn toàn bằng len sợi nhé.